sử dụng và thay vào đó là Siavich. Cầu thủ đã có được hai bàn thắng ở những lượt trận đã qua của đội tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup lần này. Siavich là một cầu thủ trẻ trung và lúc cách chơi quen thuộc của Cha Chang Hoe là pressing tầm cao. Chuyền cho Văn Toàn.
Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.